Chào tất cả các em, cô là cô Linh, rất vui vì được gặp lại tất cả các em. Chúc các em có một tuần mới, sức khỏe tốt và học tập thật tốt nhé. Khi vào bài học của ngày hôm nay thì cô muốn nhắc lại một số lưu ý khi học tập trực tuyến. Đó là các em cần có sách giáo khoa ở máy tính hoặc điện thoại đã cài sẵn chương trình. Nhớ nhấn nút tạm dừng để có thêm thời gian suy nghĩ, trả lời, hỏi cô và các bạn khi mà mình cần những cái câu hỏi chưa hiểu. Làm bài tập đầy đủ. Và chúng ta cố gắng học tập thật nghiêm túc. Chúc các em có một ngày học tập thật vui vẻ và ghi nhớ kiến thức thật lâu. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về mảng cũng như là cách khai báo và sử dụng biến mảng như thế nào. Hôm nay chúng ta cùng thực hành về mảng hay là nói cách khác đó là dãy số. Xem cách xử lý một dãy số trong chương trình thì sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại về kiến thức cũ. Câu 1 cô muốn hỏi là các em hãy lựa chọn khai báo đúng trong các khai báo biến mảng ở dưới đây. Rồi mình nhớ lại về cú pháp của khai báo biến mảng xem câu nào đúng nhé. Và tên biến mảng 2 chấm array giá trị đầu, nhớ là chỉ có hai dấu chấm thôi nè, hai dấu chấm giá trị cuối of kiểu dữ liệu và trong đó giá trị đầu phải bé hơn hoặc bằng giá trị cuối. Như vậy câu đúng của chúng ta là câu D. Qua câu 2 nhé. Viết chương trình nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Với độ dài dãy số chúng ta cũng nhập từ bàn phím luôn. Đó. Rồi chúng ta có khai báo hai biến, đó là biến Y, biến N với kiểu dữ liệu thông thường là kiểu dữ liệu ở đây là integer. A là một biến mảng. Rồi, biến mảng của chúng ta ở đây gồm có 100 phần tử với mỗi kiểu dữ liệu của phần tử cũng là integer. Rồi, cô nhập CN từ bàn phím cho nên phải có lệnh readline N. Rồi, để nhập cả một dãy số như vậy, chúng ta phải có một biến đếm bắt đầu từ 1 đến N. Chúng ta cũng phải nhập từng phần tử của biến mảng, do đó mà mình có readline AI. Vậy là chúng ta vừa mới ôn lại kiến thức của việc khai báo và sử dụng biến mảng, hay nói cách khác là dãy số ở trong một chương trình. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng qua bài thực hành 7 xử lý dãy số trong chương trình để chúng ta cùng hiểu rõ hơn nhé. Nội dung thực hành hôm nay của chúng ta đó là bài 1. Viết chương trình nhập điểm của các bạn trong lớp, sau đó in ra màn hình số bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình và kém với tiêu chuẩn như sau. Nếu mà điểm lớp bằng 8 thì đó là bạn giỏi, từ 6.5 đến 7.9 là khá, từ 5 đến 6.4 là trung bình và dưới 5 điểm thì bạn rất kém. Vậy thì với bài toán đưa ra như vậy thì chúng ta thử suy nghĩ một chút xíu về input output và ý tưởng để làm bài toán này như thế nào nhé. Rồi với bài toán này thì các em thử suy nghĩ xem input là đề bài đã cho mình những gì. Đó là điểm của các bạn trong lớp. Còn output là gì nào? Output chính là in ra số bạn đoạt loại giỏi, khá, trung bình và kém. Vậy thì chúng ta cùng xem ý tưởng thực hiện bài toán này như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta gán các giá trị ban đầu. Đó là số bạn loại giỏi, khá, trung bình và kém đều bằng 0. Và chúng ta đi kiểm tra từ bạn học sinh số 1 đến bạn học sinh cuối cùng là bạn học sinh số N. Nếu như mà điểm của bạn học sinh đó lớn bằng 8 thì có phải là bạn học sinh đó loại giỏi nên chúng ta tăng cái biến giỏi lên lên một đơn vị. Điểm bé hơn 5 thì chúng ta tăng cái biến kém lên một đơn vị. Điểm bé hơn 8 mà lớn hoặc bằng 6.5 thì bạn học sinh đó là loại khá, tăng biến khá lên một đơn vị. Còn điểm bé hơn 6.5 và lớn bằng 5.0 thì bạn đó là học sinh trung bình. Chúng ta sẽ tăng cái biến trung bình lên một đơn vị. Và cuối cùng là chúng ta in ra lần lượt số học sinh giỏi, khá, trung bình và kém. Đó chính là ý tưởng của bài toán này. Vậy thì chúng ta cùng theo dõi xem bài toán này thực hiện như thế nào nhé. Rồi, bạn nào liệt kê các biến dự định sẽ sử dụng trong chương trình này cho cô nào? Chúng ta cần có một số biến ví dụ như là số học sinh, rồi biến đếm, đếm từ học sinh thứ nhất đến học sinh cuối cùng. Rồi thì là một biến mảng để lưu trữ điểm của các học sinh.
cũng như các biến ví dụ như là giỏi khá trung bình để mà lưu số học sinh giỏi khá trung bình và kém. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu cái đoạn khai báo cũng như là tác dụng của từng biến sau đây. Rồi đây chúng ta thấy chúng ta có biến y, biến n, biến giỏi, biến khá, biến trung bình, biến kém và một biến mãn. Giống như cô vừa mới phân tích, ha, chúng ta có biến y là biến đếm số học sinh từ 1 cho đến n. N là số học sinh chúng ta nhập vào. Giỏi, khá, trung bình, kém là biến mà dùng để lưu số học sinh giỏi, khá, trung bình, kém. Biến a là biến mãn dùng để nhập điểm của các học sinh. Chúng ta xem coi mình có đúng không nhé. Rồi biến đếm từ sinh số 1 đến n nè. N là số học sinh trong lớp nè. Rồi số các học sinh giỏi, khá, trung bình, kém nè. Và cuối cùng là biến mãn dùng để lưu điểm số của các học sinh trong lớp. Đây rất quan trọng nhé. Như vậy chúng ta cùng nhau vừa mới tìm hiểu về việc khai báo của các biến trong chương trình này. Đây chính là toàn bộ chương trình phân loại số học sinh giỏi, khá, trung bình và kém trong một lớp. Vậy thì cô sẽ giải thích sâu hơn về chương trình này nhé. Đầu tiên, đây là đoạn khai báo. Chúng ta đã thấy chúng ta khai báo các biến n, biến y, biến giỏi, biến khá, biến trung bình và biến kém với kiểu chữ dữ liệu là integer số nguyên và một biến mãn để chứa các cái phần tử. Rồi như vậy thì biến mãn này mỗi một cái phần tử có kiểu dữ liệu là số thực vì đây là điểm của các bạn học sinh. Rồi chúng ta qua chương trình chính nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập số bạn trong lớp, viết lên n. Rồi chúng ta bắt đầu nhập điểm của tất cả các bạn trong lớp. Rồi, for y chạy từ 1 đến n, chúng ta sẽ nhập điểm của bạn số 1, số 2 cho đến bạn cuối cùng, bạn số n. Chúng ta khởi tạo các biến giỏi, khá, trung bình và kém với giá trị là 0. Rồi, chúng ta cũng chạy cho một biến đếm y bắt đầu từ 1 đến n. Nếu mà điểm của bạn học sinh đó lớn hoặc bằng 8 thì bạn đó là giỏi. Bé hơn 5 thì là kém. Bé hơn 8 và lớn bằng 6.5 là khá. Và lớn bằng 5 và bé hơn 6.5 thì bạn đó là trung bình. Cuối cùng, chúng ta sẽ in ra là kết quả học tập của cả lớp. Đó là số bạn học giỏi, số bạn học khá, số bạn học trung bình và số bạn học kém. Thì đây chính là toàn bộ chương trình phân loại số học sinh giỏi, khá, trung bình, kém. Các em xem kỹ về cái chương trình này nhé. Sau khi mà cô nhập n bằng 5, sau đó cô nhập điểm của 5 bạn thì mình in ra được kết quả. Rồi đó là một bạn học giỏi, không bạn học khá, hai bạn học trung bình và hai bạn học kém. Rồi như vậy thì cô vừa mới cùng với các em mình có một cái chương trình đầy đủ cũng như mình chạy một cái chương trình đó với màn hình kết quả chúng ta nhập vào n bằng 5. Rồi. Với bài số 2 thì các em tự thực hiện nhé. Để ôn lại một chút xíu về những kiến thức hôm nay chúng ta đã học, thì cô có một bài tập nhỏ như sau. Đoạn chương trình sau sẽ thực hiện lệnh gì? Các em xem đoạn chương trình này nó thực hiện lệnh gì nhé. Đây chính là nhập điểm vào mảng. Rồi. Câu 2, đoạn chương trình sau thực hiện lệnh gì? Đó là đếm điểm khá từ từ 6.5 đến đến 7.9. Rồi, như vậy thì cô tổng kết lại bài học hôm nay chúng ta một chút nhé. Đầu tiên là cú pháp khai báo biến mãn, đó là va tên biến mãn 2 chấm array, chỉ số đầu chấm chấm, chỉ số cuối of kiểu dữ liệu. Mình có một cái ví dụ là var a 2 chấm array 1 chấm chấm 100 of integer. Rồi còn tham chiếu đến phần tử của mảng. Nó mình thấy lúc nãy có ai gì đó. Đó, đó là tên biến mảng và chỉ số. Chúng ta có ví dụ là a5. Rồi, như vậy thì cô vừa mới hướng dẫn cho các em thực hành bài thực hành số 7 xử lý dãy số trong chương trình. Vậy thì chúng ta sẽ
Xem video nhiều lần để hiểu bài này, xem file PDF. Chúng ta làm bài tập 1 ở slide 10, 11. Sau đó chụp hình cho cô hai màn hình. Màn hình đầu tiên là màn hình bài làm, đó là ở slide số 10. Màn hình thứ hai là màn hình kết quả. Chúng ta nhập số học sinh nhỏ hơn 10 thôi nhé, để mà chúng ta có được, chúng ta nhập được dữ liệu ít thôi, chứ còn mình nhập nhiều quá. Ví dụ 45 bạn thì chúng ta sẽ nhập rất là lâu. Và hạn chót nộp bài của mình là từ vào ngày 9 tháng 5 nhé. Các em cố gắng gửi sớm về cho cô ha. Mình có thể gửi qua mail hoặc là Zalo. Và có cần thiết gì đó thì có thể liên hệ với cô. Rồi. Rất cảm ơn các em vì đã theo dõi video, cũng như mỗi tuần đều làm bài tập rất tốt. Chúc các em có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các em nhé.